của bạn ế phải không? Đó, đây. Không, ở một mình thôi, chứ không độc thân và cũng không ế. Trẻ và độc thân là khoảng thời gian người ta có thể làm việc hăng say nhất, với sức sáng tạo cao nhất. Tuy nhiên, để có được điều này, người ta phải luôn dung nạp và tích lũy cho bản thân những vốn liếng, tạo dựng giá trị và nâng dần chất lượng sống với những trải nghiệm thực tế. Một trong những cách thức được số đông ưa chọn là trải mình cùng thiên nhiên và những người bạn. Và nhóm bạn này cũng đang tìm kiếm điều như thế. Địa điểm này ngay tại Sài Gòn của mình luôn. Và nó có một cái đồi, cả một cái đồi luôn. Mình cắm trại trên đó. Và Thảo sẽ là người liên hệ với ban quản lý ở đó để mà xin cắm trại. Tại vì từ trước tới bây giờ thì Thảo thấy là chưa có ai lên đó cắm trại hết. Trời, nghe hấp dẫn, tò mò vậy. Lên đó mà không như mô tả đi ha. Nhưng mà bây giờ là mình sẽ đi lên đó bằng gì Thảo? Mình đi bộ. Nhưng mà đi bộ thì bỏ đi, nó lâu lắm. Nói về một chuyến du lịch xanh hay là business xanh thì anh nghĩ là thứ nhất là cái chỗ của mình nó phải xanh. Nó phải có nhiều cây xanh nè, không gian thoáng mát nè. Và đặc biệt là sau khi mà mình chơi xong rồi á, mình quay trở lại vẫn là còn xanh. Với vai trò là một cái người mà dẫn dắt cả đội cho cái chuyến business ngày hôm nay thì Nguyễn cảm thấy là mình vừa vui nhưng mà cũng vừa có một cái sự hồi hộp, là không biết là cái lịch trình mình vạch ra cho mọi người nó có như cái dự định hay không. Với chuyến đi ngẫu hứng này, việc chọn xe máy có thể sẽ thuận tiện hơn cho việc di chuyển và mua sắm vật dụng. Nhưng Thiên Nguyện và những người bạn đã chọn phương thức cùng di chuyển ở chặng đường đầu tiên. Điều này cho thấy, ngay khi xuất phát họ đã có sự tính toán cho yếu tố xanh đối với môi trường và tiết kiệm thời gian. Thì không biết ai có xung quanh không ta? Thôi được rồi, bây giờ mọi người chuẩn bị nguyên vật liệu. Coi như ngày hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị chỗ ở cho mấy người. Mọi người mới chuẩn bị chỗ ăn nha. Mục đích nguyện chia hai nhóm cho chuyến business này, ngoài cái việc là mọi người có những cái cá tính khác nhau, có những cái màu sắc khác nhau, thì túi ni lông nè, những cái bao thải nhựa nè, chắc chắn là mọi người sẽ không thể nào mà kiểm soát được nó. Quý vị hãy chờ xem nhé. Và ngoài ra thì Nguyễn sẽ lên trên đó sẵn trước để chuẩn bị liều trại. Vì Nguyễn nghĩ là trời cũng sắp mưa rồi, để có một cái chỗ để mọi người có thể trú và cũng như là để những cái vật dụng của mình. Điểm chung của nhóm bạn trẻ này là đều có thời gian tìm hiểu và đang hướng đến lối sống xanh. Nên với họ, chuyến dã ngoại xanh lần này không chỉ là hành trình giảm thiểu khói bụi, tiết kiệm thời gian, mà còn là hành trình không gây tổn hại đến tự nhiên. Chính vì vậy, hành trình phố xanh đặt ra cho hai nhóm thử thách kép: đi chợ theo tiêu chí xanh, hạn chế dùng túi ni lông, bao bì sử dụng một lần và không để lại rác ở điểm picnic. Một ngày như vậy là bán sẽ rất là nhiều người, rất là nhiều cái túi ni lông đúng không cô? Có nghĩa là giờ cô giảm xíu chắc là người ta sẽ đem theo cái túi nhiều hơn. Hoặc là ví dụ như dùng bằng lá hay là bằng giấy thì cũng được cô hả? Em gửi lại chị nè. Ngày hôm nay với tiêu chí của chương trình là sống xanh đúng không? Đáng lẽ ra là chị chủ sẽ đưa cho mình hai cái bao ni lông để mà đựng hai cái loại trái cây này. Thì mình sẽ lấy một bao ni lông thôi. Cho anh Viên, để chung vào cái bịch Viên á. Dạ. Mình sử dụng nhiều bịch ni lông quá rồi. Sử dụng nhiều bịch ni lông quá. Tụi em đã mua được hết rồi. Nè. Ni lông nè, thấy chưa? Chuẩn bị hết rồi, thấy chưa? Mua được nhiều chưa? Mua sắp xong rồi, bây giờ bò ngon quá anh ơi. Thói quen mua sắm khi đi chợ cũng là yếu tố cần lưu ý. Bởi đa phần chúng ta có thói quen mua sắm nhiều hơn dự kiến, nhất là việc mua thức ăn mang theo cho những buổi dã ngoại. Kết quả là thức ăn bị thừa sau chuyến đi. Chính vì vậy, chương trình cũng đưa ra hạn mức tiền chợ cùng để cho mọi người. Mua hết tiền rồi. Mua nước gì? Mua nước suối mình uống. Em nhớ là mọi người á có cái chai, cái bình thêm theo rồi. Chắc là mọi người sẽ mua. Ôi, thử thách đó nha. Mua đó là chai không luôn ấy. Mua cho 4 người luôn. Okay. Chơi sang mà. Rồi. Nhưng mà nó là chai nhựa. Thôi vậy thôi. Anh lấy cho em một chai nước suối đi. Cái chai nước suối 1,5 lít á. Mình lấy cái dàn. Qua thử thách từ chương trình, bước đầu đã thấy được hành động tích cực của hai nhóm trong việc hạn chế túi ni lông dùng một lần. Dễ thương. Có vẻ Trọng Thảo và Ngọc Linh đã rất sẵn sàng cho lịch trình tiếp theo của buổi dã ngoại này. Vui lắm đây. Ý, ở kia kìa. Ồ, mua nước rồi hả? Chị định mua. Rồi, bây giờ mình đi thôi nha. Ok. Bây giờ mình phải tìm xe buýt. À, chào mọi người. Đây. Vô, mưa. Mọi người khi mà lên đây có thấy
những điều mà tôi tả lúc nãy có giống như vậy không? Ban đầu khi mà Nguyễn lên đây khảo sát á, thì định cái vị trí đó đó là chúng ta sẽ cắm liều. Nhưng mà thời tiết thì cũng không ưu đãi mình lắm, trời thì đang mưa, cho nên thôi tạm thời mình sẽ loanh quanh ở vị trí này. Nếu mà thời tiết đẹp hơn chút xíu nữa thì mình sẽ đi xuống dưới mình coi lại ha. Bây giờ mình xét sơ về cái mấy món đồ để đánh giá về tiêu chí mà các bạn mua như thế nào. Đây đội của anh đúng không? Anh có một túi màu luôn đúng không? Thì đó anh thường hay đem một cái túi để có thể tái chế được, mình đem theo tất cả những cái đồ gì đó, cho vào bên này coi như xong ha. Bây giờ tới bên Trọng Thảo là thấy hơi nhiều túi ni lông nha các bạn. Nha các bạn, sao mua cái gì mà nhiều túi gì, bên đây người ta mua có một túi không biết bao nhiêu thứ. Không, bên tôi mua nhiều túi ni lông là bởi vì bắt buộc phải mua như vậy. Tôi và Linh đã cố gắng là giảm thiểu tối đa túi ni lông bằng cách là lấy một bọc thôi, dùng hai thứ này với nhau. Thấy không? Không tin các bạn tua lại chút đó đi, tua lại đi. Thôi tua lại, tua lại. Em gửi lại chị nè. Khi mà vào chợ nha, thì có rất là nhiều túi ni lông mà họ đưa cho mình. Đúng thì rồi. Cái việc mà mình có thể hạn chế hết mức có thể và mình ý thức được là mình sẽ hạn chế lấy những cái túi ni lông đó, và mình sẽ để chung lại, mình gom góp đồ lại, mình để chung với nhau, mình thực hiện cũng được đó. Du lịch xanh là xu hướng của cộng đồng du lịch trẻ trên thế giới. Các đơn vị tổ chức và du khách sẽ cùng hạn chế mang đến điểm du lịch bao bì nhựa và những vật dụng sử dụng một lần, bởi chúng trở thành rác thì sẽ tạo thành gánh nặng cho điểm đến. Đây cũng là điều mà Thiên Nguyện và nhóm bạn đã hướng tới trong chuyến dã ngoại này. Cơn mưa thứ hai đã khiến nhóm phải thay đổi địa điểm dựng lều và chế biến món ăn. Mục tiêu cũng thay đổi, chỉ cần một bếp lửa để làm chín tất cả nguyên liệu cho bữa trưa. Cũng từ hơi ấm này, câu chuyện chung của các thành viên đã rôm rã hơn. Tất nhiên là sống xanh rồi. Sao chỗ nào? Sống xanh ở chỗ á là thiên nhiên cho cơn mưa đẹp như thế, làm thay đổi cảnh quan, thay đổi tâm trạng con người, mở ra những khung ảnh, góc nhìn đến thơ mộng phía sau đô thị. Mọi chuyện trở nên chậm lại, con người gần nhau hơn, cho những trải nghiệm trong khung cảnh đạm bạc và đời sống thiên vị. Đây cũng là thời điểm họ nhìn nhận lại hành trình sống xanh trong chuyến đi hôm nay. Mỗi người có những khám phá hoặc tìm thấy sự mới mẻ cho chính mình. Dù mưa nhưng mà cũng cảm thấy rất là thoải mái. Mọi người chơi với nhau chủ yếu là chính. Điều quan trọng là mình sẽ có thể chia sẻ với mọi người rằng mình đi đến đâu mình cũng có thể chơi được. Điều đặc biệt là khi mà đi xe buýt thì rất là tiết kiệm chi phí luôn. Đây là lần đầu tiên em đi xe buýt và em cảm thấy rất là tự hào về hành động này, vì khi mà đi xe buýt thì mình sẽ góp một phần nào đó vào cái việc sống xanh. Cái khó nhất của việc đi picnic nhưng mà vẫn đảm bảo được cái hành trình xanh á, nếu như mà mình làm không khéo á thì tự nhiên mình lại bị gò bó, mình ép mình vào một cái khuôn khổ thì lại không có vui. Và Thiên Nguyện xin chúc là mọi người sẽ có những cái chuyến đi picnic với một cái hành trình xanh như Thiên Nguyện và những người bạn nhé. Thiên nhiên đã gửi đến thông điệp xanh. Khi con người sẵn sàng thay đổi và nhìn vào cái đẹp tự nhiên, đời sống hạnh phúc của con người gắn với thiên nhiên. Yếu tố xanh là ở sự gắn kết, gần gũi, không cần thi đua thử thách nào mà vẫn cùng nhau hành động. Có chăng điều lớn lao hơn chính là thách thức tiếp cận cái đẹp tự nhiên để hiểu tại sao phải bảo vệ tự nhiên, bấy nhiêu là đủ. Nhưng mà cứ tưởng nha.